Ba tới rồi kìa. Dạ chào chị. Chào bạn. Vì cừu nhăn hàm răng dọa tôi hả trời. Cao nhiêu mà đòi người ta cao hơn mình dữ vậy? Dạ em cao 1m7 à. 1m7. Vậy muốn bạn gái 1m6 phải không? Rồi à. Bên đây có 1m5 là chịu không? À, hồi sau phân giải. Mặt bao đẹp mà mình 1m5 thôi. Được không? Tôi hỏi thiệt là tôi biết đường tôi làm mai chứ. À, dạ được. Được ha. Mũi tay này tướng tốt lắm. Các tự viên du lịch thì cũng lanh lắm. Lanh lắm à. Tôi nói hai người này nói chuyện không biết người nào nghe đó. Giả bộ đây này, giả bộ hiền hiền thôi chứ. Hồi đầu nghe anh Linh nói câu đầu nó sao bạn ngồi im lặng quá, hồi chơi la phanh không à. Trời ơi, nhiều nhiều cho bên đây nói ngồi có 2 phút đừng dành nói hết nha ông. Xin mời bạn. À, em chào anh Quỳnh Linh. Chào Kỳ Giác Tường và chào các bạn. Bạn tên là gì? Dạ em là Vũ, Dương Bạch Vũ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Mời em. Chào bạn, bạn tên là gì nè? Em tên Nguyễn Thị Thương ạ. Thương bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi ạ. 24. Hiện tại thì cái công việc của bạn là như thế nào? Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh kỹ thuật của công ty ở Tân Phú á chị. Kinh doanh kỹ thuật là làm về gì bạn? À em là học kỹ sư công nghệ sinh học á chị. À. Thì bây giờ hiện tại thì em đang kinh doanh bên mảng mà thiết bị phòng thí nghiệm á chị. Tức là em vừa tư vấn và vừa bán cho họ luôn ạ. Có chiếm hết nhiều thời gian của mình không bạn? Có thời gian rảnh để đi chơi rồi này kia không? Dạ có chị, công việc của em thì thoải mái lắm chị. À. Tức là sáng 8 giờ đi, tèn tèn chiều 5 giờ về. Chủ nhật nghỉ. Nói chung mình làm văn phòng. Thế là hôm nay tại sao mình đến với chương trình? Là em muốn tìm kiếm cái người mà trốn em 24 năm rồi, không biết trốn đâu kỹ quá. Có bên đây, có bên đây. Ai là cái người khai nhãn cho bạn và chỉ cho bạn biết là cái người đó trốn ở trong bạn muốn hẹn hò? Vô tình một người bạn đồng nghiệp của em á chị. Tức là cô ấy nói là ô hôm qua tao mới xem chương trình hay lắm, thôi để tao đăng ký cho mày nha. Cái em kêu ok chơi luôn, đăng ký. Rồi bạn thấy bạn gái tôi kêu lanh không? Dạ yeah. Còn bạn hiền quá ha. Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang là trực tự viên du lịch. Tức là bạn phải làm trực tự hay sao? Dạ nói chung là cái đó là về là hỗ trợ du khách. Hỗ trợ du khách. Dạ. À tức là ở thành phố Hồ Chí Minh có cái đội nói chung là xe áo xanh á. Áo xanh đó đúng dạ, không? Thì à. Người nước ngoài hay gọi là cảnh sát du lịch. Cảnh sát du lịch dạ. Đúng rồi. Bạn thấy hiền quá làm vị trí đó được không? Dạ tại vị trí đó thường là quan sát là chính. Với lại hành động là nhì, chứ ít nói thôi. Ít nói hơn. Dạ. Ngoài cái việc đó bạn còn làm nghề gì nữa? Dạ, ngoài công việc đó thì tại tụi em làm như vậy là phải 24/24 trực á, nên là cũng không làm thêm nghề khác nữa. Em có thể tự nhận xét về bản thân mình. Nếu mà nói về ba từ mà có thể diễn tả em có thể gọi là độc lạ và hài. Độc lạ hài. Lạ hài. Hài. Độc dạ. Là sao? Độc hỏi kêu anh bên kia quen thử để biết độc như thế nào chị. Trời ơi, lạ. Lạ là tức là khi em đi đâu á, em luôn luôn là trung tâm á. Tức là em còn hài, tức là em luôn luôn nói và tạo tiếng cười cho mọi người. À, vậy là quá đặc biệt. Có nghĩa là mình có thể làm cái tâm điểm của tất cả mọi cái cuộc vui, mọi cái cuộc họp mặt đúng không? Dạ. Bên kia là độc, lạ, hài, còn bên đây là gì? À, em thì chỉ là hài hước. Hài hước? Dạ, vui vẻ. Có độc không? Dạ, dạ không có độc. Có lạ không? À, ít lạ lắm. Ít lạ lắm. Rồi bây giờ quay lại vấn đề chính là bữa nay mình tìm một nửa của mình. Dạ. Thì bạn nghĩ rằng bạn mong muốn gặp một người bạn trai như thế nào? Theo em thì người bạn trai của em thì nhan sắc bằng chung là được rồi chị. Chung là cỡ nào? Cái chữ đó chung là đó. Cỡ đầu tiên là phải cao hơn em. Rồi. Em thì nói nhiều quá nên chắc là bạn đó phải khiêm tốn một chút xíu. Chứ không thôi về nhà hai người nói nhiều quá. Hai người nói ai đâu nguy hiểm lắm. Dạ. Em cũng thích người lắng nghe em nói chị, tại em nói nhiều lắm. Biết nói nhiều mình không có thấy sao mình không bớt lại. Bản chất từ nhỏ rồi chị. Nhưng mà mình biết mình nói nhiều. Dạ biết mình chị. Mình có kiểm soát được kịp những cái lời mình nói không? Dạ có chứ chị. Rồi anh bên gì? Kia, anh thấy bên đây nói nhiều quá anh mệt không? Dạ nghe thì mệt chị. Đó, anh mới dám nói nghe thì mệt. Mới về thôi đó, nửa về còn mệt nữa đó. Dạ. Bây giờ là lý do tại sao bạn đến đây? Nói chung là ở nhà thì cũng ít quen bạn á, ít dẫn, nói chung là trầm nên là ít dẫn bạn về nhà chơi lắm. Nên là mẹ hay hỏi là ủa sao giống như là nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Về giới tính. Là sao? Cái này lạ chứ sao nó không lạ, này lạ nha. Đứng lên, đứng lên, kiểm tra cái này coi. Rồi, được rồi. Bạn thấy mẹ nghi ngờ vậy
Dạ. Sao? Thì thực ra thì cũng có quen nhiều rồi, nhưng mà nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Trừ khi nào mình đặt cái vấn đề là mình đi tới nhiều hơn á. Quen nhiều rồi hả? Quen trai hay gái? Dạ, quen trai, à quen gái. Quen gái. Thấy chưa? Thấy chưa? À, chút xíu nữa là chết rồi, thấy chưa? Bình tĩnh nha bạn, đừng thấy tao nói nhiều quá là mình bị cuốn theo nha. Bạn thích mẫu người như thế nào? Dạ, em thì thích cao. Cao? Dạ, khoảng từ 1m6. 1m6? Cần hoạt bát lanh lợi là được. Ở bên kia lanh lắm rồi, cái cao không thôi. Dạ. Thấy cặp này là cả hai đều lanh hết trơn á, Linh ơi. Hai người đều nói rồi đó. Sở thích của em là làm gì những lúc rảnh rồi? Em thì thích nấu ăn gì, thích chơi với con nít nữa. Nấu ăn, nấu được những món gì? Thường thì đám giỗ nhà em là em là người nấu chính. Ghê vậy đó, mà mọi người ăn là khen. Không biết có về ở không mà không thấy ai chế hết trơn. Thích con nít. Dạ. Em định sau này sanh mấy đứa con? Em thì em nghĩ là tiền của em sẽ tỷ lệ thuận với con của em. Tiền sẽ tỷ lệ thuận với con. Dạ. Hay. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn nghĩ bạn có thể kết hôn được? Tại thì em 24 thì em nghĩ là cỡ 2 năm nữa. Bây giờ mình tìm hiểu ha, rồi 2 năm sau được thì mình cưới luôn ha. Dạ. Bạn nếu như tìm được một người thì bao nhiêu năm, bao lâu cưới? Của em thì dự định là từ 1 năm đến 3 năm nữa. Rồi, cũng giống như bên kia luôn. Kìa, qua ta tới rồi kìa. Dạ, chào chị. Chào bạn. Vì cừu nhăn hàm răng hay dọa tôi hả trời. Cao nhiêu mà đòi người ta cao hơn mình dữ vậy? Dạ, em cao 1m7 à. 1m7. Vậy muốn bạn gái 1m6 phải không? Thì bên đây có 1m5 à, chịu không? À, hồi sao không giải. Mặt bao đẹp mà 1m5 thôi. Được không? Tôi hỏi thiệt, đừng tôi biết đường tôi làm mai chứ gì. Dạ được. Được ha. Mũ tay này tướng tốt lắm. Trật tự viên du lịch thì cũng lanh lắm. Lanh lắm à. Tôi nói hai người này nói chuyện không biết người nào nghe đó. Ừ, giả bộ đây này, giả bộ hiền hiền thôi chứ. Hồi đầu nghe anh Linh nói câu đầu nó sao bạn ngồi im lặng quá mà hồi chơi la phanh không à. Trời ơi, nhiều nhiều cho bên đây nói ngồi có 2 phút đừng dành nói hết nha ông. Thấy cũng khó tạm lắm. Được, nói chung khó. Là tạm được. Mà mai mà khó lắm. Trời phải khó chứ, làm mai phải cho chuẩn chứ không thôi là tội nghiệp đàn bà con gái người ta sao. Người phụ nữ đối diện em là ai? Chào anh Huyền Linh ạ. Xin chào em. Trật tự viên du lịch. Không biết có trật tự viên gia đình không ha? À. Thử mới biết anh. Thử mới biết hả? Dạ. Độc lạ. Đúng rồi, độc lạ, hài hước nữa. Dạ. Mà cái việc gì mà thấy hài hước là thấy khỏe rồi đó. Đúng không? Dạ. À, anh nghĩ là cũng hợp lý đó. Ha. Ông bà có câu nói rằng là yêu là phải nói mà nói là phải ăn. Nên không sao đâu, yêu là em sẽ nói. Yêu nói tới luôn ha? Tới luôn. Nói màn lên coi có nói không? Có nói biết có yêu hả? Hai người gặp nhau có nói ào ào không nha? À. Chứ ngồi không thấy nhau nói tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ nè, chuẩn bị nè. Chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên. Nào. Hai phút, bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em ạ. Hồi nãy nói lắm mà sao kéo màn lên nín vậy? Cho em hỏi anh một xíu nha. Dạ. Nếu mà bạn gái của anh mạnh mẽ và cá tính thì anh nghĩ gì? Thì thực ra là mạnh mẽ cá tính thì cũng tốt, lanh lợi càng tốt. Tại vì anh ít không có được lanh lắm nên là cần phụ kiếm. Trời. Kiếm người lanh hơn để hỗ trợ. Nếu mà đi cho một bàn tiệc á, anh uống bia, người yêu của anh cũng uống bia, cũng vô khí thế cho anh, thì anh nghĩ gì? Anh thấy điều đó cũng tốt, cũng bình thường. Tại vì anh vô một ít, em vô nhiều một chút thì có gì thì em đưa anh về cũng được. Mà em hỏi này, người này có đúng cái mẫu hình lý tưởng của bạn không? Chắc gần đúng rồi đó. Gần ha. Tại vì công việc của anh thì phải hội đủ 5 yếu tố luôn. Thì đầu tiên là phải biết ngoại ngữ là chính. Thứ hai là rành đường về thành phố. Thứ ba là biết về thành phố. Thứ tư là biết về võ thuật. Và thứ năm đặc biệt là phải đẹp trai giống như anh. Anh nghĩ là học đủ tiêu chuẩn, gần chuẩn với em rồi đó. Anh nói tiếng Anh giỏi đâu, thử nói một vài câu tiếng Anh với bạn ấy coi. Hello, how are you today? Cái này ai nói được. Anh Linh nói coi, anh Linh nói tiếng Anh vài câu coi anh Linh. How you find the sit up đi, ok, yeah. Okay, after the skating, you dance with me. I understand what you say. I think you are okay. I miss you after the show. Okay, and give me the contact. How can I take communication about you? Yes, okay. Yeah. Okay, I love you. Okay. Okay. I like you. I like it. Not... What do you like? Yes, I like. Okay, love you. Ủa anh love hay em love?
em á. Chúng ta còn 30 giây. Em ở quận mấy lần? Ở quận 11 á anh. À, anh ở kế bên quận em luôn á. Vậy quá tuyệt vời rồi. Mà quận mà bên quận mình thì có nhiều khu vui chơi giải trí lắm. Thì có gì thì đảm bảo là quay lại câu hỏi hồi nãy thì anh sẽ dẫn em đi nhiều hơn. Chiều nào em cũng đánh cầu lông bên chỗ trường đua đó anh. Vậy bữa nào qua đến đó đánh múc chiều. Ok anh, hẹn anh ngày đó nha. Ngày đó không xa đâu em. Ngày ấy sẽ không xa xôi. Bây giờ hết giờ. Rồi, được đặt tay ra sau thành ghế nè. Ok này. Yes, I ready. Ready? Yeah. One. Two. Linh biết con nhiều đó thôi đó. Đem tới 10 thôi chứ 11 còn có chừng bí. Một, hai, ba. Thật là vui, thật là náo nhiệt, đúng không? Đúng là độc lạ và hài hước. Đúng rồi. Bạn này cũng là vui và hài hước, cho nên là một cái gia đình chúng ta toàn là hài hước. Anh nghĩ rằng hai bạn ở gần quận 11 á, tối nay rồi ra đầm sen đạp vịt được đó. Phải, chiều nay ta hẹn với nhau đi đá banh đó. À, đá, đá banh xong vậy đạp vịt cũng được. Chúc mừng hai bạn, chúng ta nắm tay nhau và chờ quay may mắn. Cảm ơn. Nếu mà bạn gái của mình rất là dị đoan, cái gì cũng đi xem bói chân, bạn nghĩ thế nào? Giúp cho cô đó cũng có thể là từ bỏ những cái thói quen. Nếu cô từ bỏ luôn sao? Từ bỏ được. Cái đó em từ bỏ luôn. Để xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào đây. Mời chúng ta hướng về sân khấu để xem. Mời bạn nữ của chúng ta xuất hiện. Các bạn, mời bạn ơi. Ừ, chào em tên là gì? Dạ, em tên là Thanh ạ. Thanh bao nhiêu tuổi? Hôm nay em 21 tuổi ạ. Hiện giờ Thanh đang làm gì? Dạ, em là sinh viên mới tốt nghiệp của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 ạ. Để từ từ để mời bạn trai ra để bạn nghe luôn nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên đó luôn ạ. Đẹp trai mà tới đây tìm người yêu. Tôi thật sự tôi cũng chưa tin lắm, nhưng mà để hỏi cái đã. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Lê Vũ Minh Triết. Năm nay em 25 tuổi. Lê Vũ Minh Triết? Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên thiết kế quảng cáo. Nhân viên thiết kế quảng cáo. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 3 mối tình thôi. Chỉ có 3 mối tình thôi. Nhưng mà hầu như là tình đơn phương không à. Là em đơn phương người khác thôi. À vậy à? Dạ. Bạn có tìm hiểu lý do tại sao ba cái mối tình đã chưa đến với bạn để hai người cùng tìm một tiếng nói chung chưa? Thật ra thì em cũng không tìm hiểu về lý do lắm. Chỉ biết là người ta không có chấp nhận cái lời. Bạn có thổ lộ chưa mà bạn biết là người ta không yêu bạn? Dạ rồi. Rồi dạ, thổ lộ rồi nhưng mà không được. Bạn thổ lộ bằng thư hay là lời nói hay là nhắn tin? Dạ mình bằng lời nói. Nói luôn? Dạ. Nói thẳng luôn, nói dạ. Sao? Anh yêu em. Rồi bạn kia nói sao? Nhưng mà em không có yêu anh. Chưa vậy trơn vô thì đập cái là anh yêu em rồi, ai mà phụ nữ người ta phải e thẹn. Đó là nói thẳng, có gì đâu, chuyện bình thường đúng không em? Tình yêu hiện đại yêu rồi nói yêu thôi. À, trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Còn nhỏ mà, đúng không? Dạ đúng rồi, em còn nhỏ cho nên là cũng chưa trải qua mối tình nào mà thật sự gọi là tình yêu là sâu sắc hết. Nghĩa là tình sinh viên, tình học trò thôi ha. Dạ đúng rồi đó chị. Những mối tình đó nó kéo dài được bao lâu? Dạ thật ra nó không có bắt đầu nên nó không có kéo dài. À, cái là mình... Là em tán tỉnh bạn đó. Dạ. Em tán tỉnh bạn đó. Tán tỉnh sao em? Thì em tiếp cận bạn đó là em xì lốp xe của em cho nó lụng rồi em xin đi xe cùng với bạn đó đó. Em tự xì lốp xe của mình. Hả? Em với bạn Thanh em xì. À. Rồi cái mình làm bộ như xe mình hư vậy đó, cái mình xin quá gian cái người mà mình thích. Dạ đúng. Hay à, cái chiêu này tôi phải bắt trước mới được. Cái này ta gọi là gai hàng nè. Gai hàng, gai hàng. Ủa em. Dạ. Em có xài kem trộn gì không? Sao da đẹp dữ vậy? Trắng mà mịn không tì vết luôn kìa. Ngưỡng mộ quá à. Trời ơi, dạ không chị ơi. À, không có đi đâu ra ngoài hết trơn hả? Ở trong nhà không vậy hả? Dạ đúng rồi. Thường thường thì em giờ hiện tại thì em đang kinh doanh quần áo online tại nhà. Ừ. Nên là em không có đi ra ngoài. Em rất là xinh. À, cái gì cũng em rất là xinh mà tại sao em chưa có bạn trai thì chị cũng hơi ngạc nhiên. Chứ em nghĩ là do em hơi bị mê tín xí. Mê tín là sao? Dạ thì em hay bị thích coi mấy cái như là cung hoàng đạo rồi là tuổi tác năm sinh có hợp nhau không á. Em bị mê tín hóa nặng luôn.
Mà dù em cũng biết mà em không có kìm lại được. Có nghĩa là mình biết mình như vậy là cũng có đúng không đúng lắm mà mình dạ, không kìm lại được. Dạ, cho nên là bây giờ sao em phải lựa chọn cái người đúng tuổi, đúng mạng, đúng rồi thì em mới quen hay sao? Chắc là vậy á. Nhưng mà rồi. Giờ em thấy là em thích ai á toàn trái tuổi trái cung không à. Nên là thôi em giờ kệ luôn. Thôi thôi vậy để hỏi tuổi trước đi. 25 tuổi con gì? Dạ tuổi con thích. Con gì? Con thích. Con thích hả? Dạ con thích là em của con rắn. Hài hước quá. Con đứt bên đây có hợp không? Phải hỏi trước cái đã rồi. Bên đây em tuổi con gì? Dạ em con gà Quý Dậu. Rồi con gà cắn con đứt là chết rồi. Đó, có gì nữa con gà ăn con không, gà với gà dậu, dậu tỵ rất là hợp nha. Dạ dạ. Thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hệ. Hợp gì không? Không bậy nó bạ không à. Hợp chắc không anh? Chắc chắc luôn. Bây giờ anh hỏi em là bạn kia rất tên gì Loan, bạn có tên gì Loan không? Dạ thật ra em không có tên gì Loan. Không có tên gì Loan? Dạ. Nếu mà bạn gái của mình rất tên gì Loan, cái gì cũng đi xem bói hết trơn, bạn nghĩ thế nào? Thật ra thì mỗi người một cái suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà quen nhau thì mình có thể mình giúp cho cô đó, cô có thể là từ bỏ những cái thói quen. Nếu cô không từ bỏ luôn sao? Sao từ bỏ dạ, được? Cái đó em từ bỏ luôn. Nếu không từ bỏ là mình từ bỏ cô. Dạ. Trời đất, rồi hiểu luôn nha. Càng, hiểu luôn nha con. Rồi em hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn là gì? À, thì em thấy cao hơn em xí khoảng 1m70 trở lên đó chị. À, có nét gì đó bí ẩn lạnh lùng để cho em chinh phục nữa. À, không thích con trai ẻo lả. Bên kia có ẻo lả không anh Linh? Dạ không chị, em men lắm chị ơi. Em không có ẻo lả đâu nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị vẫn còn đang băn khoăn vì cái điều em nói là người ta mê tín mình, người ta không bỏ thì mình bỏ người ta luôn. Là cái điều đó chị cảm thấy nó không có ổn chỗ nào. Em nghĩ sao về cái nhận xét của bạn trai bên kia như vậy? Em thấy con trai vậy là không có được. Đó, em thấy là ví dụ như yêu nhau thì có gì góp ý sửa sai này nọ, chứ không nên cái tự nhiên cái thấy gì mới cái gì đó là đòi bỏ vậy là không có được. Đúng rồi, rủi lại mốt mình yêu nhau đắm đuối rồi cái mình làm gì trật ý người ta bỏ mình thì đúng sao? Đúng rồi. Không, mình phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Phụ nữ là quá thiệt chính thòi. Chính vì vậy mình phải bỏ người ta trước. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi nghe bây giờ cũng hề, hai bên cũng hiểu nhau ít rồi ha. Dạ. Bây giờ dạ. Sở trường của bạn là gì? Dạ sở trường của em thì em có thể hát. Hát? Dạ có thể nói tiếng phim bộ Hồng Kông. Rồi thử cái phim bộ Hồng Kông ơi. Dạ. Hay à, tiểu muội à, tại sao để cho Quỳnh chờ đợi lâu như vậy hả? 25 năm rồi mà chưa có gặp tiểu muội đó mà. Hôm nay được gặp tiểu muội thiệt là vui quá đi đó. Cái gì còn bạn? Bạn có sở thích gì? Bạn dạ. có năng khiếu gì không? Em thấy thì em có nhiều năng khiếu đó. Nhiều lắm hả? À, nhưng mà mỗi cái biết ít là thằng nào cũng không có gì gọi là đặc sắc. Đặc sắc. À. Em thích hát với lại biết nấu ăn. Em thầy hát một khúc. Em hát bài Chậm Lại Một Phút của Vân Mai Hương. Một khúc thôi ạ. À. Một khúc thôi, ok. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Đáp lại liền, đáp lại ngay luôn. Yêu anh đi em, anh không đòi qua la 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 la. Chia tay anh không đòi lại qua la 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 la. Thôi tôi thích bạn này, tôi thích bạn này. Nói lại câu chị nghe coi. Ví dụ em khen chị đẹp. Ê dạ, thiệt là hôm nay chị cách tượng xinh quá nhở. Ờ hả? Thích quá đi à, thích quá đi à. Được. Còn tài gì nữa không em? Dạ, em chỉ có tài hát với lại tài nói vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Còn nhiều trước quốc hết hả? Không, tài từ từ em để em thổ lộ cho bạn nó thấy rồi thì... À, dạ. Đứng lên có cao nhiêu? Bên đây người ta đòi cao kìa. Dạ, em cao 1m73. 73, được, dạ. Chuẩn. Có cần xoay vòng rất mô đen, rất chuẩn. Hài hước, vui nhộn. Dạ. Nói chung là tôi thích rồi đó. Tôi thấy được rồi đó. Dạ. Chị thấy được rồi đó em. Chị thấy được, chắc em cũng thấy được. Nhưng mà còn cái quan điểm hồi nãy là em phải triệt để. Cái vụ mà họ hở mà không được bỏ là em phải triệt để cho chị nha. Bây giờ trước khi qua xem mặt á, anh thấy em cầm cái album này là gì vậy? Dạ cái này là hình mẫu bạn gái của trong mộng của em. À cái này là cái phương pháp cua gái mới nè. Đưa bạn gái coi cái này là tức hiểu liền ha. Dạ dạ. Để qua anh xem một cái trắng như tâm. Không, tôi nghe mà tôi chưa có thấy. Đưa đây, anh xem em qua cho em xem. Coi cái trắng đây, đưa đây, cái cuốn này đây coi. Đây.
để anh xem nha. Không cần trắng như Ngọc Trinh. Mày trắng này nha, mày quá trắng luôn. Không cần xinh như Tâm Tích. Cái này xinh này nha. Xinh như Tâm Tích á không? Chị ấy luôn chung tình. Có chung tình không em? Quá chung tình luôn. Quá chung tình à, quan tâm và tin tưởng. Tin tưởng không? Quá tin. Nếu như người kia tin thì mình sẽ tin lại. Có quan tâm mọi người không? Cái này tôi thấy sắc vỡ quá à. Em quá quan tâm mọi người luôn. Đôi khi tỏ ra dễ thương này, dễ thương là khỏi cần nói. Cũng làm mình vui lắm đấy. Vậy thấy vui rồi. Biết lao động bằng đôi tay. Ủa, lao động bằng gì? Dạ em lao động cả tay cả chân luôn. Được rồi. Lắng nghe người lớn dạy. Có lắng nghe không? Dạ có chứ ạ. Nếu mà chồng dạy nghe không? Chồng dạy nghe cái đúng thôi, sai phải nói lại chứ. Sai thì dạy lại đúng không? Thì dạy lại. Rồi đây thẳng em đi. Chút kiểm tra coi được hay không. Nói chung là cuốn sổ của em á là bên kia còn hơn cuốn sổ luôn rồi. Hơn luôn hả? Hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy để cho hai bạn trẻ gặp nhau để cảm nhận và để quyết định. Đúng xem rồi. Chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau. Cái bàn lên. 2 phút gặp mặt để hiểu nhau hơn, để quyết định nhấn nút hẹn hò hay là không hò hẹn. Bắt đầu. Cảm ơn. À, nãy giờ ngồi bên kia thì mình có nói cái hình mẫu lý tưởng của mình á, với lại trong cuốn sách đó cũng ghi. Thì bạn, mình đã nói rồi những cái hình tượng, hình mẫu của mình rồi. Thì bạn nghĩ mình như thế nào? Có cái gì đó giống như những gì mình tưởng tượng á. Cũng hài hước, rồi cũng không có bột chột. Nói chung là mình thích. À, mình thích rồi. Mình rất là thích. Bạn thấy mình như thế nào? Có giống như những gì bạn nghĩ không? À, hơn cả trong cái cuốn sách đó nữa. Dạo này bạn cũng không có chuẩn bị được gì quà cho bạn á. Chứ mình tặng mình cho bạn được không? À, không sao. Trời ơi. Sốc nha, sốc nha. Thật ra thì đến đây rất là vui được gặp bạn à. Vậy thôi bấm nút đi. Trời ơi. Thôi thôi việc nhanh còn lẹ. Thôi được rồi, vậy đi. Tôi đứng hình luôn vậy đó hả? À, đứng hình luôn rồi mà quay qua đi. Hình như mày vội vã lắm. Ủa cái gì chưa vậy? Chưa gì đã tặng mình cho bạn rồi. Thì cái chuyện bấm nút nó chỉ cũng chỉ là hình thức thôi. Còn bây giờ bấm hay không bấm thì tùy các bạn. 1 2 Khoan cho em hát một câu anh. Rồi hát đi. Hãy nhân đi, nhân đi, nhân đi, đừng ngại ngùng. Không. Còn hát một câu rồi. Thôi đếm đi. 1 2 3 Nhìn cái mồi biết bấm rồi. Ví dụ mà hát cái này tôi chị cũng vậy. À, bên đây kìa, nhấn đi nhấn đi, bên đây nó tặng mình cho bạn. Rồi. Hai bạn là không có kiềm chế được cảm xúc. Hai bạn làm quá nhiệm vụ của ông Mai. Nhiệm vụ ông Mai bà mối coi như trớt quớt. Giờ đã vậy thôi tới luôn đi. Hai, hùng hai luôn. Người hung nhau cái coi. Đừng có hát nữa, hung đi, hung đi. Hung nhau đi. Hung nhau đi. À, hung nhau đi. 2 3 Chưa trúng mà. Chưa trúng mà. Chưa trúng mà. Hung lại cho nó. Hung là phải trúng. Hung là phải trúng. 2 3 Rồi mời hai bạn nắm tay nhau để cảm giác cái ấm áp của lần đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ đi xa hơn nữa. Dạ. Rất là vui, cảm ơn hai bạn, rất là vui và nghĩ rằng là hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với. Rồi hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Bạn nam. À, em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vidan. Bạn nữ. À, em tên là Lê Thị Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. À, ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Ờ, mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Ừ, em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếm nút. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì lo hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi,
Điểm mạnh của em thì em biết hay học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là sếp định dạy kín mít. Mà vì sếp định dạy kín mít cho nên không có gấu. Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy, em có thấy em đáp ứng được như... Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn cao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ấy? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo đi cho gia đình, kính trên đi nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình? Thì cái trong ngoại hình thì cũng thì bạn đó ốm. Tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài. Ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, ta bồi bổ sẵn ngày mình rước về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn. Dạ, thì cái đó vậy. Chỉ cần ốm thôi. Dạ. Ông này lạ lùng vậy. Tại vì nếu đẹp thì về đem làm cho đẹp được. Về cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm thì mặc áo dài, còn mập mập múp múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. Đó là yêu cầu rồi. Sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ cũng chuẩn bị chút chút. Cưới thì ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh là ở Tây Ninh. Dạ để ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở với em Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh đi sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ nếu như bạn nữ đi có đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Đi cho gần. Đi đấy mình tiện, mình đưa rước cho mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi. Nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, đi xa xa đó. Dạ chào chị. Bạn gái có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Vì thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần đi, nếu đi không được thì em tự động em bỏ. Đi nếu như đi có người xen vô nói trời ơi mày làm cái đó thì không được đâu, tao biết chắc mà, thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi là đi mình còn nhỏ đi, mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi cái đi công việc thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần đi mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải đi mình nói chuyện tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu. Cái cho nên thì mình phải chuẩn bị từ trước, đến khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ thì cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ thì cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy dạ. Theo địa bàn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha? Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình, là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó, để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý bạn không? Đi nếu như bạn muốn định cư chứ Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề, tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi, giờ mình có đất rồi sướng muốn chết. Của hồi môn mà anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ, chào em. Chào người lên. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ, rồi có con cái kia nữa, rất chín chắn. Dạ. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không?
em á thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì hồi không quyết đoán, nếu như mà ảnh quyết đoán được thì giúp em, hỗ trợ em thì rất là em rất là vui. Dạ. Cái này dễ mà. Dạ, cái này dễ. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha. Em ra quyết định luôn. Vợ mà giao mình quyết định mừng lắm. Tôi không quyết định được, vợ tôi quyết định hết luôn. Mà khi nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Nãy giờ theo kinh nghiệm của cô, người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm. Phải quen rồi cô phải biết chứ. Còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái. Con cô thì nó rất là ngoan. Thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không? Dạ, để nếu như đi mà cái cô nói vậy á thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. Còn 30% còn lại sao? Đi là mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. Ai cảm ơn cô. Bạn trai ơi, mình hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. Anh thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ. Em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em em thì rất là thương mẹ em, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều. Nên là em không bị cả, em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy bạn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của đứa bạn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em á thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Mình nó rụt rè em đây còn rung nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Bây giờ anh thì cái giờ đem xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Thì tại vì em chỉ thuộc lại cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sèn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? Cái bài nó có ý nghĩa. Tưởng đâu hát cái vụ kia. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay chia giờ là thì ra cái cô cuối vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được bạn nam tình cảm nhau một vài câu nữa cho nó ngọt ngào để đâu. Gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là để mối tình đầu được của em thì anh thì cũng sẽ là để mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3
Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên nha. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang run nên không có cảm nhận được gì nhiều mà. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Quỳnh Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta, đừng để nó trôi đi nhé. Dạ, em cảm ơn mẹ Linh. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị Cát Tường. Nào, hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Mời các bạn. Chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra, thì chân nó không được ngay cho lắm. Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Bên đây bị chân nào? Dạ chân phải. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi hai chân hợp với nhau. Ghét điều gì ông nhất là nói đi. Thứ nhất là lăng nhăng. Thứ hai là mông lép. Mông lép. Trời ơi. Giờ Hiếu quay vòng đi coi cái vụ lép lép đó sao. Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Rồi bây giờ dàn gái mình giới thiệu về bản thân xí nè. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bên nhà trai. Con tên là Văn Dương Cẩm Duyên, hiện tại con 27 tuổi, đang là giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng. Giỏi dữ vậy đó hả? Rồi bên đó nghe cái thông số vậy đủ chưa, có muốn hỏi gì nữa không Linh? Đủ rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào Cưng. Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ cùng chơi. Dạ, em tên là Bùi Trung Hiếu, 32 tuổi, làm nhân viên kinh doanh hàng hóa, hàng hải anh. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở quận 7. Em ở quận mấy? Em ở Long An anh, em đi về về. Quận An là đoạn nào? Dạ, em ở Cần Giuộc, quốc lộ 50 anh. Không có xa. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Hiếu? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc nè, em biết lắng nghe, hòa đồng và vui vẻ. Còn điểm yếu của em thì... em rất thẳng thắn trong công việc, có khi thẳng thắn quá thì mọi người cũng không thích lắm. Em có cái nhược điểm cái là năm lúc mà em 25 tuổi á, thì em chở bạn đi chơi á, thì em bị tai nạn giao thông, bị gãy chân. Chân em bị mổ, phải lắp inox trong đó. Thì tạm thời em chưa có mổ ra, thì chân nó không được ngay cho lắm. Khoảng một vài năm ta mới lấy cái đó ra. Dạ đúng rồi. Em nghe cái vụ mà bạn tâm sự bạn tai nạn giao thông vậy em có thấy thương không? Dạ thì nói chung là cũng đồng cảnh ngộ. Tại vì năm lớp 10 thì con cũng bị tai nạn và có gãy chân. Rồi có bị gì ống inox dạ, không? Dạ có. Rồi nhưng mà có chắc con lấy ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bên đây bị chân nào? Dạ em chân phải à. Bên kia chân nào? Dạ chân trái. Rồi hai chân hợp với nhau. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, hoạt bát, biết nấu ăn. Còn điểm yếu thì là cũng thẳng tính với bạn nam bên kia. Bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Lúc trước em có 3 mối tình. Lúc trước á hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Dạ, mối ngắn nhất là quen được 5 tháng. Mối dài nhất là quen bao lâu? Dạ, mối dài nhất là quen được gần 3 năm. Mối tình đó là mối tình đầu luôn. Chung là lúc đó em còn đang học sinh viên. À, lúc sinh viên. Dạ. Rồi, còn bên đây mình sao? Mình có mấy mối tình rồi bé? Dạ con thì có 3 mối tình. Trời, nhưng mà giống bên đây vậy. Bên đây bị chân phải, bên kia bị chân trái, bên đây 3 mối tình, bên kia cũng 3 mối tình luôn. Ừ, nó có một cái sự tương thích á. Sao nào? Mối tình ngắn nhất của con thì tầm 6 tháng. Bên đi ngắn nhất được 5 tháng hay nhiêu đó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dài nhất là nhiêu nè? Gần 4 năm. Gần 4 năm cũng trên 3 năm chục định. Yeah. Giống giống vậy ha. Quá trời tương thích rồi. Lý do gì chia tay cái mối tình mà 4 năm đó? Dạ thì tại vì người ta không có thật lòng với mình á. Thì quen con thì kêu có thương con, nhưng mà nói chung là bị cấm sừng á. Người ta quen một lúc nhiều người á, con thấy không ổn nên là con thôi con không quen nữa. Là dạ. Mối tình thời học sinh hay là mới đây? Dạ mới đây, cách đây tầm hơn năm. Vậy giờ con mong ước là cái người yêu của con phải như thế nào? Thứ nhất là chung thủy. Rõ ràng trong những cái mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là
có gì thì cứ nói thẳng với nhau. Rồi bây giờ còn cái ngoại hình thì sao? Con mong muốn như thế nào? Dạ ngoại hình thì khoảng 1m7 trở lên. Ngon. Thấy cái này chắc cũng hơn. 8 mấy á. À, có gu ăn mặc. Có gu luôn. Chút gặp mới biết có đúng gu hay không. Biết nấu ăn. Biết nấu ăn không? Dạ biết gì. Biết nấu miếng món miền Tây thôi. Dân miền Tây ai cũng biết nấu ăn hết trơn, vấn đề ngon hay không thôi. Em nghe vậy em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ hình như là 90 á. Hình như là 90 á. 90 phần trăm ngon rồi thấy chưa. Rồi bây giờ Hiếu muốn người yêu lý tưởng thế nào? Dạ em muốn bạn nữ của em thì cũng là chung thủy, vừa hiện đại vừa truyền thống gì đều được với em. Ngoại hình thì sao nè? Dạ ngoại hình thì bạn nữ cao tầm 1m55 trở lên là được rồi. Ừ. Dạ ưa nhìn. Nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Thấy là thấy chịu rồi đó. Xinh quá à. Dạ không cảm ơn. Vừa hiện đại vừa truyền thống là thấy chưa. Ghét điều gì đàn ông nhất là nói đi. Thứ nhất là lăng nhăng. Thứ hai là mông lép. Mông lép nữa. Cái lăng nhăng thì đều ghét là được. Mông lép mà bị gì mà không thích ta. Rồi đứng coi xíu anh. Chắc lép thiệt. Mông nó cũng bự lắm mà. Không được, kiểm tra được rồi đó. Full hả? Full. Full HD, ok. Đã có mông lép mà ta chăm sóc người yêu tốt thì có gì đâu không thích con. Tại vì con thấy những người có tiền thường thường mông đằng sau hơi to. Thấy chưa? Cái này lạ chứ. Không, cái quan điểm đó nhiều người lắm. Tôi biết cái quan điểm đó luôn. Tại vì để ví á chú. Ví to á. À. Mai về lấy ví nhét vô nhiều nha Hiếu. Dạ. Trời ơi. Quan điểm mấy người mông bự là tiền nhiều. Chú Linh á, con biết không? Chú... cái ví không hề to nhưng mà không mông vẫn luôn. Bự. Con có thích mông lép hay mông bự? Nói chung là ngoại hình cân đối là được rồi. Dạ. Cân đối được rồi. Mông lép thì mốt mình bơm cho bự. Đúng rồi. Dạ. Gì đâu lo. Em đi với ai vậy? Dạ, đi với cha với em gái. À, dạ chào anh ạ. Chào Hồng Vân, chào anh Quỳ Linh. Xin chào... gia đình bên bạn gái của cháu gái. Yeah. Qua cái chương trình hẹn hò hôm nay ấy, thì hai bên thì thấy nó cũng có cái những cái hộp cái trùng, nó trùng ý nha, nó ngẫu nhiên nha, rất là tương thích. Dạ. Thấy bên đây biết nấu ăn là bên kia cũng biết nấu ăn nữa mà nấu mì gói. À giả dối hả? Giả dối hả? Đâu có. Mì gói là món ăn của đại đất nước mình chứ không phải là miền Tây nha. Ủa ai nấu mì gói cũng được mà. Mì gói luộc nó muống này cái nọ thì cũng được. Chiên trứng thôi. Tôi cũng rất là mong là hai đứa cho một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì bước tới. Chứ tôi thì cũng lớn rồi. Con nó cũng lớn rồi. Bây giờ mong cháu. Dạ. À, được. Mà anh thấy cô gái bên đây sao ạ? Tốt, quá tốt chứ có gì đâu. Xinh xắn anh ha. Sợ vượt trội hơn con tôi nữa tôi không dám nói. Nên mình đi với ai con? Dạ con đi với ba mẹ. Ông ơi, thưa với Quyền Linh và Hồng Vân, cái chương trình này thì tôi hay coi. Dạ. Thì nói chung là cháu trai này thì cũng được. Cái ngày này cũng như cái ngày hai đứa nó ra mắt, nó gặp mặt nhau. Thì còn tìm hiểu về cái quyết định về tương lai của hai cháu thì hai cháu hợp thì chúng ta cùng đi đó thì hạnh phúc của hai cháu về sau này. Rồi cảm ơn nhà gái. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. À, cho anh gửi em cái chậu xương rồng. À, cái cây xương rồng là nói chung là anh rất thích. Tại vì cái lịch sử của nó là trong mọi cảnh khó khăn thì xương rồng nó cũng vượt lên, nó vượt qua mọi khó khăn. Thì tặng cho em có những lúc mà khó khăn thì chúc em sẽ vượt qua tốt. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Em xin phép để xuống. Thì em cái này anh mở đi. Tặng cái này là cravat. Dạ. Cục tông với áo anh đang mặc luôn. Dạ. Hợp luôn á hả? Dạ. Đeo luôn con. Thì cái này em quang tại vì em sợ rung á nên là em có thắt trước rồi. Em đi nhỏ tính toán trước okay. Hết rồi, nhỏ thắt trước luôn rồi. Nhưng mà cái này là em thắt nha. Có không có nhờ đâu. Rất là đẹp. Trời ơi, đã có gu nay còn có gu hơn nhờ cái cà vạt. Trời ơi. Giờ Hiếu quay vòng coi cái vụ lép lép đó sao. Được không con nói cho ý kiến thôi được không? Dạ được. Ok rồi đúng không? Đâu dạ. Lép lắm đâu. Dạ. Tôi chịu rồi. Chịu rồi hả? Rồi về ngồi đi. Rồi hai đứa trò chuyện đi, cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau có thế nào? Anh cảm nhận em rất là xinh.
Cảm ơn anh. Em có sợ con trai trưởng không? Tại sao phải sợ? Tại vì lúc anh quen cũng có mấy bạn nữ là chia sẻ con trai trưởng thì sợ rất là cực, gánh vác trách nhiệm gia đình rất là cực. Thì có khi nhiều người bạn nữ thì ta không thích lắm. Là anh trai trưởng. Đúng rồi, anh trai trưởng. Chú Khoái còn hỏi câu tại sao phải sợ đó. Mắc mớ gì sợ. Chú Khoái nhất câu đó luôn. Ủa chú sợ không thiệt đó Linh. Không thích mà cái sợ. Mặt không giống như chuẩn bị đâm người ta vậy đó Linh. Con vì cũng sợ. Phụ nữ hiện đại không có sợ điều gì cả hết á. Cứ hay là sợ đàn ông gia trưởng. Ủa mình gia trưởng hơn nó đi. Thấy con gái Bình Định là vậy đó con. Dạ. Con trai trưởng. Con trai trưởng à. Con trai trưởng hả? Dạ con trai trưởng. Tưởng đâu sợ, nãy nghe tôi giật mình luôn á. Gia trưởng. Không, nhưng mà cái câu đó hỏi cũng rất đúng trong trường hợp này. Câu đó hay đó. Tại vì con trai trưởng là quá trời trách nhiệm với gia đình. Chú Quyền Linh nhắc mới nhớ là không biết anh có gia trưởng không? Không, anh thì không có gia trưởng lắm. Mình sợ con. Ủa, chú đang khen con thích chưa? Con làm chú thất vọng nha. Không sợ con. Không. Tại vì con cũng không thích người gia trưởng. Nên nói chung là anh cũng có hiện đại nói chung mà không có gia trưởng lắm. Vậy là có gia trưởng sơ sơ phải không? Trong câu chuyện này á. Tại là anh con trai trưởng mà nên cũng có thể có một chút gia trưởng chút xíu nhưng mà do hoàn cảnh thôi. Tính chất ngôi thứ đó con. Ơi, con trai trưởng là phải quyết định rất nhiều trong thứ. Trong câu chuyện ngày hôm nay á, bạn Kim á là tổ trưởng, bạn là tổ phó thôi nha. Bây giờ nè. À, hai bạn nói chút xíu về tương lai đi. Thí dụ có thể cưới nhau nè, ở đâu? Em có thích chiều quê ở không? Đối với em á, thì cái việc mà về quê á, thì nó liên quan tới công việc. Nếu ví dụ như về quê mà công việc nó tốt hơn ở thành phố thì em sẽ về. Nhưng nếu mà đánh đổi một công việc đang rất là tốt mà kiếm được cái mức thu nhập khá mà để về quê á, thì em sẽ không về. Tại vì quan niệm của em là khi mà đã đi làm ở xa rồi á thì nhất định là phải có vinh quang đem về cho ba mẹ. Chứ em không thích là đi làm xong rồi đi làm không được ấy rồi quay về ba mẹ nuôi hay gì đó là em không thích. Dạ. Tính em hơi đàn ông chút xíu. Dạ. Không, em cá tính chứ không phải đàn ông. Thì anh dự định sau này ví dụ như lập gia đình thì anh về quê hả? Không có em. Anh cũng làm và công tác ở thành phố thì tại vì quê nhà anh cũng gần thành phố lắm thì anh có thể đưa em đi, đưa đi đưa về vẫn được. Cách thành phố khoảng có 1 tiếng đồng hồ à. Ở quê không khí trong lành em. Quê đâu mà quê Cần Giuộc, giờ ở đâu vậy? Dạ em ở thị trấn à. Thị trấn Cần Giuộc hả? Trời ơi đất Cần Giuộc. Dạ. Dạ. Mà giờ vấn đề nè, sau cái bữa nay là hẹn hò sao? Một tuần gặp nhau mấy buổi? Nếu mà anh với em sẽ tìm hiểu thì lúc anh về thì nhín chút ít thời gian. Thực sự là công việc của em cũng khá là bận. Có đôi khi là em cũng chắc 10 giờ tới 11 giờ đêm em mới về tới nhà. Cố gắng lắm thì 6 giờ. Nhưng mà thường cái thời gian mà 6 giờ thì rất là ít. Nhưng mà anh có ngại khi mà ví dụ như người yêu anh có thời gian nó kín như vậy không? Tại vì không phải công việc của em không mà em còn vừa phải học nâng cao lên để cho hỗ trợ không, cho công việc. Cái đó anh sẽ hiểu cho bạn của anh. Thì lúc của anh công việc anh cũng vậy. Có khi anh công việc anh khi mà gặp khách hàng thì khuya, cũng có khuya nữa. Thì phải cảm thông khi mà hai người quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu cho nhau, chia sẻ cái công việc. Rồi, bây giờ là Hiếu đứng lên, đến gần bạn gái hơn. Cho con hỏi cái này xíu. Hai đứa đứng gần nhau rồi hỏi đi. Cho anh xin nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu chút cảm xúc đi. Rồi hỏi gì hỏi đi. Em tính hỏi là anh có ngại khi mà em thích đi du lịch, với lại là rất là thích mua sắm làm đẹp. Anh thì cũng thích đi du lịch nữa, ăn uống nữa. Thì mua sắm làm đẹp đó là bản chất phụ nữ mà. Mua nhiều quá anh có cằn nhằn không? Em cứ quẹt thẻ hết đi, chừng nào hết thì anh mới cằn. Rồi cảm xúc của Hiếu hiện nay như thế nào? Đối với người đối diện. Tay bạn nữ ấm áp quá. Còn tay ảnh hơi lạnh. Có chuẩn bị bài hát nào không? Dạ có, dạ, em có chuẩn bị cái một đoạn của bài hát. Cái lời bài hát này cũng như là anh muốn nói thay cho anh nói. Nhưng mà anh có thể là anh hát không hay. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Cho anh. Xin lỗi. Anh run quá. Nó là hát hay đọc vậy? Dạ em run quá. Bình tĩnh. Như thế thì nó run là đúng rồi. Dạ, em hát tặng anh trước đúng đi. Đúng rồi, con hát tặng trước đi con. Con cũng không có gì để tặng ảnh nên là chắc con hát một đoạn.
Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn anh một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh một kiếp sống trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Đứa nào cũng rung đúng không? Anh thấy anh với em nói chung có rất là nhiều điểm tương đồng. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì cho hai đứa mình cơ hội. Anh với em tìm hiểu nhau, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, về ghế ngồi đi. Được rồi đó. Detox không khí từ trong ra ngoài. Nãy giờ chúng ta đã trò chuyện cũng rất lâu. Bây giờ chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm, kiểm tra tất cả những gì đã diễn ra, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động, chúng ta bấm nút. Không rung động, các bạn không cần bấm. Hãy dành nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. Chuẩn bị nghe. Sau 3 tiếng đếm sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em hãy nói một chút xíu tại sao là không bấm. Dạ thật sự là anh Hiếu rất là dễ thương, nhưng mà tim con chưa có rung động. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ chính xác của các bạn từ trái tim của mình. Bởi vì khi chúng ta bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nói chung là các bạn có duyên nhưng có nợ. Chúc hai con sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Dạ, con người cảm con ơn đường chú. Thôi. Dạ. Xuống thêm nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Nhiệt làm thì uống liền Lip Cool. Điểm mạnh thì em cũng không biết, nhưng mà điểm yếu thì em rất là nhiều. Ưu điểm của em là có tinh thần cầu tiến, còn nhược điểm của em là hay quên với lại nhút nhát trước đám đông. Gia đình thì cũng muốn kiếm một người là giống như biết lo gia đình, biết yêu thương. Đừng có cao hơn em trên thước 8 là được rồi. Người đó là phải sống có trách nhiệm với gia đình, rồi. Với cộng đồng. Thấy người khổ khổ thì mình cũng phải biết chia sẻ với người ta. Okay. Chứ không phải là mình cứ ôm cái gì của mình không à. Như vậy là hai bạn đầu tiên đã không hẹn hò với nhau. Họ có duyên nhưng chưa có nợ. Nhưng biết đâu được, có thể một ngày nào đó họ cũng sẽ có nợ với nhau. Thôi, bây giờ đến gặp cặp đôi thứ hai đi. Xin mời. Vỗ tay lớn đi mọi người ơi. Xin mời nhà gái. À, Trưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Liêm. Năm nay em 32 tuổi. Em là giáo viên mầm non. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Vĩnh Long. Mời em trai. Em tên là Trung Bá Phước. Năm nay cũng 32 tuổi. Quê Sài Gòn. Phước làm gì Phước? Dạ, hiện tại thì em làm PT Freelance. Em ở chung với gia đình là bên quận 7. PT là tập là phòng gym á. Dạ đúng rồi. Liêm là ở quận mấy Liêm? Dạ em ở quận Bình Tân anh. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về bản thân mình. Ưu điểm của em là có tinh thần cầu tiến. Còn nhược điểm của em là hay quên với lại nhút nhát trước đám đông. Em trai nói đi điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái nghe đi. Điểm mạnh thì em cũng không biết, nhưng mà điểm yếu thì em rất là nhiều. Tò mò, hài hợt. Cũng hơi nhiều quá, nhiều lúc cũng quá tình người. Mấy mối tình rồi?
chính thức thì chỉ có một. Cái mối tình đó thì cũng được 8 tháng hả? Trời ơi. Xong ế tới giờ. Bao lâu rồi? Hồi năm 2017. Rồi, mối tình 8 tháng mới có 4 năm ở không vậy đó. Ở không 4 năm nay rồi. Trước đó cũng ở không luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình thì sao? Dạ, em thì em có hai mối tình. Một mối tình là chính thức, còn một mối tình là chỉ quen mới tìm hiểu thôi là em chia tay rồi. Thì coi như là một mối tình thôi. Dạ. Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiện tại thì em cũng tới tuổi lập gia đình thì cũng muốn kiếm một người là giống như biết lo gia đình, biết yêu thương. Làm thì hai người cùng làm, cùng chia sẻ vậy thôi. Ừ. Em mong ngoại muốn bạn gái sao? Ngoại hình sao? Dạ, nói chung là đừng có cao hơn em trên thước 8 là được rồi. Em là thước mấy? Thước 62 à. Em ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ, với ba mẹ. Tức là lấy vợ về là ở làm dâu của ba mẹ đó hả? Dạ. Em là con một hay sao? Dạ, có một đứa em gái. Là đi lấy chồng rồi hả? Dạ chưa. À, vậy là em ở chung với em gái luôn chứ? À, em gái hiện tại là đang đi du học bên Nhật. À, em gái đi du học bên Nhật sao em không đi du học bên Nhật? Dạ, em đi rồi, đi về rồi. À, dạ. Về lâu chưa bay? Dạ, về hồi năm 2015. À, được. Ừ, để qua coi Nhật. Chào cưng. Chào chị. Thấy bên đây nói chuyện dí dỏm quá, phải qua qua coi mắt chút xíu. Mà BT phòng gym mà. Ừ. Ừ. Rồi vậy là bây giờ cái ngoại hình em mong muốn cái người bạn gái như thế nào? Dạ, da trắng, da ngâm, da nào cũng được nhưng mà đừng có quá đen. Tóc tai làm sao? Tóc tai thì em cũng thích tóc nhuộm hay là cũng tóc thoải mái, thủy. Rất là thoáng. Người ta học ở Nhật về mà. Dạ, tóc tai thì nhuộm hay không nhuộm không thành vấn đề, xăm hay không xăm cũng không thành vấn đề. Bên nhà gái sao nè? Anh bên đó có biết uống rượu, hút thuốc gì không? Nói không với thuốc lá. Ở bên Nhật là dễ gì ha? Có rượu thì có thể sa chút gì, xô gì. Dạ, rượu sake. Gì Nhật, sake có uống không? Dạ, cũng có uống, kiểu như uống thưởng thức chứ không phải uống để xỉn. Bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của em phải như thế nào? Em mong muốn là người bạn trai của em là mẫu người giống anh Quyền Linh vậy đó. Người đó là phải sống có trách nhiệm với gia đình, rồi. Với cộng đồng. Thấy người khổ khổ thì mình cũng phải biết chia sẻ với người ta. Okay. Chứ không phải là mình cứ ôm cái gì của mình không à. Còn trong khi người ta khổ mình thấy mình qua đường mình không nhìn. Em có giúp đỡ những người khốn khổ xung quanh em không? À, cũng có, nhà em cũng thường đi từ thiện cho trẻ mồ côi với người già khuyết tật. À đó, nếu vậy thì cũng là tâm hồn anh Quyền Linh rồi. Rồi thôi bây giờ học, em đi Nhật em làm gì bên đó? Lúc đó thì cũng vừa học vừa làm nhưng mà cũng lâu. 2 năm đầu thì học tiếng, năm thứ 3 thì học bếp. Vậy về đây có làm bếp không? Dạ làm được mấy tháng. Tôi coi mặt đàn gái tôi làm sao mà. Trời ơi, đàn gái tôi giống như là búp bê Nhật mà cosplay á. Đó, rất là đáng yêu luôn á. Rồi, cô giáo mầm non ha. Dạ chưa. Ok. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em là đồng nghiệp của bạn Ngọc Liêm. Bạn Ngọc Liêm rất là siêng năng, cần cù, với lại cũng chăm sóc trẻ rất là tận tình, chu đáo, cũng yêu thương lắm. Dạ. Trường em còn mấy cô chưa có người yêu nữa. Dạ trường em cũng còn nhiều cô chưa có gia đình nữa mà. Ba đứa em là có gia đình hết chưa? Chưa. Dạ. Chưa hả? Chưa. Hẹn gặp lại ba em ở trên này nhé. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn Linh chị Hồng Vân. Rồi em ra đi với ai? Dạ hiện tại thì em đi con mình. Con mình. Con đi bên đây đại diện luôn đi coi ha. Coi như nhà mình. Đi mở ra đi. Mở ra. Rồi bắt đầu đi em. Chào anh. Em có muốn ngoài em. Rồi, để em. Dạ. Mình vẫy khui quà đi nè, coi là cái gì trong đó ý nghĩa sao nè. À, em thì làm PT thì làm gì tặng đó, em tặng sức khỏe. Là dạ. Cái gì vậy? Em nói đi, em nói. Dạ đi. Bộ dây nhảy và bộ dây bên. À. Dạ. Dây bên kháng lực. À, dạ. À là để mong là cô giáo này sẽ phải tập thể dục đúng không? Là nhảy hả? Cái đó tặng chị bộ Hồng Vân bộ nha. Nè cái đó tôi đi mua được nghe. Mình đó không chịu lo tập đi, cứ nói cạnh nói khóe người ta hoài, thật là giận. Bạn trai á chỉ cho bạn gái tập. Cái dây này mắc không? Dạ không, cũng bình thường rồi. Em biết nhảy không? Dạ biết chị. Thử luôn món quà của bạn trai luôn đi. Em dạy sao không chỉ đi em? Anh nhảy cho em coi đi. Ủa cái này dễ mà, nhảy dây mà có gì đâu khó. Rồi, cái này thường của con gái là môn nhảy dây là của con gái mà đúng không? Nhưng mà do cái này bận váy thì hơi khó nhảy nên thôi, để em nhảy luôn cho. Cảm ơn anh. Rồi, cái này mình sẽ nhảy ha. Có, em xích ra coi, vô mặt rồi đó.
đó. Nhảy thẳng vậy đó. Cái này là gì cưng? Dạ, những cái dây bên thường thì mình sẽ dành cho nữ để tập. Thay vì nếu mà họ sợ tập với tạ bự cơ thì họ sẽ tập với những cái dây này. Ờ, để làm cho nó săn cái tay lại. Dạ đúng rồi. Mình sẽ thọt hai cái chân vô như thế này. Như thế này, một là mình sẽ tập dở ngang qua đây, mình sẽ tập cho cái phần đùi bên, phần cơ, cơ đùi bên đây. Hiểu rồi. Còn không, mình tập ra phía sau, thì mình sẽ tập cho phần đùi trước. Đùi thì đó, đưa anh chắc hỏi đứt hết quá. Món quà của em là một cuốn sổ. Cái này cuốn sổ này nó có ý nghĩa là, ví dụ như lỡ mà em với anh có quen nhau á, anh buồn hay là anh giận em thì anh ghi vô đây. Tại thay vì anh chút giận em, anh ghi vô là nó hết chút giận á. Ý này cũng hay đó. Mai Linh tặng Dân cũng xấu đi Dân. Ok, tắt tiếng luôn. Còn à, cái này là cái bài thơ em viết anh tặng anh. Cái này mới viết hồi hôm luôn á. Đọc có luôn. Gì sai thì anh đừng có, ấy là đừng có buồn em nha. Anh mù thơ. Thân gửi anh à, lần đầu gặp gỡ khó quên, đôi dòng lưu bút gửi trao ân tình. Anh ơi bên đó xa xa, có nghe em nói đôi lời được không? Dù gần ngàn lối đường đi, nhưng mà ta đã đến gần gần nhau. Kề bên ánh mắt ai trao mà sao em lại bồi hồi khó quên. Mong là sau buổi hẹn hò, đôi ta sánh bước cùng nhau chung đường. Okay. Hello em. Dạ hello anh. À, anh nói trước đi. Ok. Em có quan điểm như thế nào về tình yêu hôn nhân gia đình? Em thấy nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân thôi chứ không có gì. Rồi, giống như trong đây thì mình chỉ có thể là gặp nhau nói chuyện qua là chút xíu. Dạ. Tầm khoảng 5-10 phút thôi thì không thể nào mà hiểu hết được một con người. Dạ. Nhiều cặp thì cũng quen nhau 8 năm mà còn chia tay nữa thì mình mới có chút xíu là cũng không thể nào mà hiểu hết được. Dạ. Ha? Khó đâu nha em. Ở đây có đôi khi ta gặp có 1 phút ta cưới nhau nhiều lắm rồi đó. Mẫu người của anh như thế nào? Hướng nội hay hướng ngoại thì cũng không quan trọng. Nhiều lúc thì do tính chất công việc thì bắt buộc phải là đi giao tiếp khách hàng thì cứ việc đi. Giống như mà có gì thì phải nói thôi, chứ đừng có mà kiểu như úp mở mở mà không nói rõ ràng thì cái kiểu như tò mò mà cứ ngày qua ngày thì nó thành không tốt. Ý là em muốn nói là anh có thể cụ thể ra không? Là mỗi người như anh có chiều cao hay là sao đòi hỏi người phụ nữ không? Do anh cũng lùn, không cao lắm nên không có. Giống như, ví dụ như cái người đó bằng tuổi anh rồi, lỡ người đó già hơn anh rồi, anh có sợ không? Thật lòng mà nói thì cũng có một chút xíu. Tại vì đa phần thì con gái sẽ lớn hơn, lớn tuổi già dặn hơn người con trai 1-2 tuổi. Thì khi mà nếu mà đã bằng tuổi với nhau thì có thể suy nghĩ sẽ chững chạc hơn rất là nhiều. Nhưng mà ý là anh có ngại để ví dụ như đi đến hết cuộc đời với cái người đó không? Hay là anh thấy người đó già rồi anh ngại? À không, nếu mà già thì theo cái nghề của anh tuốt lại được. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em không? À, thì khi mà làm việc như thế này là công việc của em là tính chất thường thì mầm non rất là nhiều đúng không? Từ sáng đến tối. Dạ đúng rồi. Và nhiều khi cũng áp lực công việc stress rất là nhiều. Thì khi những lúc như vậy thì em sẽ làm như thế nào? À, tại vì em không có thời gian để xị chết ra đâu anh. Tại vì thường thường em đi làm là em đi làm từ sáng cho tới 6 giờ rồi. 5-6 giờ em về. Rồi có khi em phải đi làm rửa bát thêm buổi tối nữa. Rửa bát thêm tới 9 giờ, 10 giờ em mới về. Nên bởi vậy em về là em mệt em còn ngủ à. Chứ đâu không có thời gian để suy nghĩ chết đâu. Một tuần là công việc của em nó sẽ quay quần một cái khung thời gian như vậy. Dạ. Nếu mà thời gian bình thường của em đã bích như vậy rồi, nếu mà quen nhau thì gặp nhau thời gian em tính dính ra như thế nào? Thì em sẽ dính thời gian lại. Người ta nói có một câu là yêu nhau mấy núi cũng đều, mấy sông cũng lội, mấy đều cũng qua. Thì tại sao mình không có dính được chứ không thôi mình ế hoài sao anh? Nhưng mà hiện tại thì cũng có nhiều câu yêu xa khó lắm. Nếu mà gặp không gặp nhau thường thì nhiều khi thì nó cũng bị nhạt đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ăn thua là cái lòng tin thôi. Cái cảm xúc thật nhất ngay trong lúc này khi mà em tham dự và em mở rào ra em gặp bạn nữ. Tính tình của bạn đó thì cũng rất là dễ thương, giọng thì cũng rất là hiền. Còn giống như cái chiều cao thì cũng rất là nhỏ hơn em thì cũng rất là dễ rồi. Thì cũng có thể là dễ ôm, không có cần phải ngước lên. Em thấy, theo em thì em thấy anh đó, cũng hiền, cũng dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà được thì chúng mình cho nhau cơ hội. Vậy đó.
Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn bấm hoặc là không bấm ha. Rồi. 1 nè, 2 nè. 3. Rồi, hết thời gian. Là bạn trai không bấm đúng không? Đúng rồi. Tại sao bạn trai lại không bấm? Em cũng không biết nói như thế nào. Tính chất công việc của giáo viên mầm non thì nhiều khi cũng rất là kiểu như là thủy tinh dễ vỡ, rất là mong manh. Nhiều khi em thì cũng hơi bị bốc đồng một chút xíu, nhiều khi cũng hơi bị cọc tính, thì nhiều khi không biết là có kiềm chế được hay không. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Rồi, chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi. Rồi, chúc hai đứa vui nghe. Cảm ơn chị. Rồi, tìm được bên đây. Một nửa. Nào. Đây, bên đây. Chia làm đôi. Đường. Và rất tiếc ngày hôm nay cả hai cặp đôi đều không bấm. Buồn quá buồn. Chúng tôi cũng đã cố gắng kết nối những cái hồ sơ họp với nhau. Nhưng mà họp với nhau đó là trên giấy tờ, trên lý thuyết thôi. Trên thực tế thì họ không họp với nhau. Họ sẽ không bấm thôi quý vị. Xin chân thành cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba